và chúng ta nhìn vào một cái dẫn chứng khác đi cho bạn thấy được là đồng XRP thì đồng XRP đã có sự tăng trưởng rất là cao các bạn thấy được là từ cái mức là 0,29 cent uh, lên tới cái mức là 0,72 cent và nhiều người nói là cái sự tăng trưởng này các bạn thấy được là trong vòng 30 ngày tăng 165% là liên quan đến cái Spark Token Airdrop thì những người nào mà lưu trữ XRP thì các bạn có thể là tham gia để nhận những đồng Spark uh, miễn phí thì đồng Spark này là một cái đồng mà trên mạng lưới của Flare Networks thì nói một cách đơn giản là cái mạng lưới Flare Networks này sẽ cho những bạn nào mà lưu trữ XRP có một cơ hội để có thể là kết nối với mạng lưới của Ethereum để có thể là sử dụng những cái ứng dụng phi tập trung trên mạng lưới của Ethereum và chỉ vì lý do đó thôi các bạn thấy được là đồng XRP đã tăng lên rất là cao cho các bạn thấy được là mạng lưới của Ethereum là mạnh như thế nào mà đồng XRP chỉ cần có cái Airdrop Spark Token này thôi là có cơ hội để được tham gia vào cái hệ sinh thái của Ethereum để dẫn đến giá cả của XRP tăng nhiều như vậy, tăng 165% trong vòng 30 ngày qua, thì các bạn cũng đã hiểu rồi thì chúng ta bây giờ hãy nói tới Spark Token đi, và để Thuận cung cấp một số những cập nhật mới nhất liên quan tới Spark Token Airdrop, thì đây là cái list mới nhất, các bạn có thể vào trên uh, Twitter chính thức của Flay Networks uh, at Networks, và các bạn có thể bấm vào cái link mà họ pin đây là cái trang web mà họ thông báo là những sàn nào đã hỗ trợ thì các bạn có thể là vào cái mục tìm kiếm để mà đánh vào tên của sàn các bạn như là Binance đi thì các bạn thấy được là Binance đã hỗ trợ à uh, network này. Nhưng mà nếu như các bạn muốn tìm hiểu chung thì các bạn có thể nhìn vào tổng quát là những sàn nào như là các bạn thấy được là bây giờ thì có sàn Allcoin Trader, Anchor USD, Sin Aerobit, sàn one Binance B4Y, Bitpay, BitBNS, Bitfinex BitHum, BitCup. BitTrue, Bitso, Bitstamp, Bittrex, Bkx, BTC Markets, BTSE, Celsius, Coinbit, CoinX, Coinfield, Coinmerge, Coinone, Coinspot, Colodex, Crypto.com, eToro, eToroX, Foldgate, Gate.io, Gatehub, GoPax, Indodax. Corbit, Kucoin, Liquid, MiraiX, Index IO, Nexo, Poloniex, Probit, Swip TX Tokens, Upbit, Uphold, Bitcoin, Wazir, you holder <laughs> and GB.com Thực sự mình thấy là phần lớn những xe này là thường không có rành à, Nhưng mà các bạn thấy được đây là một số những cái sàn mà hỗ trợ Trong đây thì thường nghĩ là sàn mà nhiều người quan tâm đến nhất thì chính là sàn binance tại vì đây là cái sàn lớn mà rất nhiều người sử dụng à, thì sàn binance đương nhiên đã thông báo là đã hỗ trợ thường đã chia sẻ cách đây vài ngày và các bạn muốn nhận được spark token miễn phí đó thì các bạn phải gửi lên sàn uh, binance trước ngày 11 tây tháng 12 bây giờ thì một trong những sàn lớn mà gây nhiều cái sự tranh cãi là tại sao vẫn chưa hỗ trợ đó chính là sàn coinbase thì tôi nghĩ là vài ngày nữa nếu như mà không thông tin liên quan đến Coinbase thì cũng sẽ phải gửi lên trên sàn Binance để được hỗ trợ tại bây giờ chúng ta không nhận được những thông tin liên quan đến là những cái ví chữ lành sẽ hỗ trợ cái airdrop này Tiếp theo giờ hãy nói tới thông tin liên quan tới Facebook Libra một số bạn hỏi thuận về đồng Libra này thì thông tin mới chúng ta nhận được ngày hôm nay là đồng Libra sẽ được đổi thành Diem Các <laughs> bạn thấy được là tên đã được đổi lại Và cái hội của Facebook Libra hay là Facebook Back Libra Association cũng sẽ được gọi là Diem thì các bạn thấy được là tên đã bị đổi lý do tại sao thì cũng không có rõ nhưng mà ngay cả cái ví của Libra cũng đã đổi tên thành Novi từ uh, Calibra trước đây thì cái ví mà có thể lưu trữ đồng Libra gọi là Calibra nhưng bây giờ sẽ gọi là Novi đồng Libra sau này sẽ gọi là đồng đêm thì trước hết một câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi thường đây chính là khi mà Facebook đưa ra đồng Libra thì những đồng như là Ethereum hay là Bitcoin như thế nào mình thấy được câu trả lời là không ảnh hưởng Tại vì đồng Libra này Nhưng mà mà không rành là một cái đồng ổn định Và đồng ổn định này là dựa theo Cái đồng pháp định của Hoa Kỳ Thì đồng Libra đáng lý nào đã được ra mắt Vào năm 2019 Nhưng mà cuối cùng đã bị rất nhiều trở ngại pháp lý Và trước đây thì Cái ý định của đồng Libra trước đây đó là sẽ dựa theo một số những cái đồng pháp định cộng lại với nhau, như là một cái hỗn hợp của đồng pháp định và đồng Libra sẽ dựa theo cái giá trị của một số đồng pháp định đó. Nhưng mà bây giờ thì có thể là chỉ dựa theo đồng đô la mà thôi. Thì các bạn thấy được là sau đó, sau khi mà nhận được rất là nhiều những cái phản bác đến từ những cái quốc gia khác nhau, thì đồng Libra hầu như là không có nhiều tin tức và rất nhiều những cái Công ty trước đây ủng hộ Libra đã rời khỏi như là các bạn cũng đã thấy là công ty PayPal à, hay là những công ty như là công ty Visa, Mastercard thì bây giờ các bạn thấy được là những công ty mà còn ở lại để mà ủng hộ dự án Libra này, bây giờ là dự án Diem, các bạn thấy được là tên thì được đổi thành Diem à, Libra bây giờ ta gọi là Diem thì những công ty mà còn ở lại để mà hỗ trợ là Andreessen Horowitz, Coinbase, Spotify Lyft và Uber thì tương lai sẽ như thế nào thì các bạn thấy được là Thuận cũng không có rõ tại vì Thuận thì nghĩ là đồng Libra sẽ ra mắt nhưng mà cái phiên bản mà ra mắt sẽ rất khác với lại cái phiên bản mà được đề cập đến năm 2019 và các bạn thấy được là đã có rất nhiều những cái thay đổi ngay cả tên cũng được, được thay đổi luôn. cái hoạt động bây giờ thì chi tiết như thế nào thì Facebook cũng chưa có đề cập đến và chúng ta hãy chờ đợi coi coi là bước tiếp sẽ như thế nào. Tôi nghĩ là Facebook sẽ phải đưa ra một cái white paper mới, sửa đổi là rất nhiều mục để mà giải quyết những cái lo ngại đến từ pháp lý. Sau đó thì Facebook mới có thể đưa ra cái đồng DM này. Và như là tôi chia sẻ thì đồng DM này sẽ không có ảnh hưởng đến những đồng như là Bitcoin, Ethereum hay là những đồng khác trên thị trường. À, tại vì trên căn bản đây cũng chỉ là một cái đồng ổn định mà thôi thì thực sự mới nói là nếu các bạn không có lưu trữ tiền pháp định như là đồng đô la tại vì không sợ lạm phát thì không có lý do gì một người lại đi lưu trữ đồng của Facebook tại vì đồng này thì cũng dựa theo đồng đô la mà thôi nếu như đồng đô la bị lạm phát giảm giá thì đương nhiên là đồng này của Facebook cũng giảm giá theo cho nên trên căn bản không có nhiều khác biệt khi mà các bạn lưu trữ đồng của Facebook so với lưu trữ tiền mặt khi mà chúng ta nói đến cái phương diện là chống lạm phát thì tin tức cuối cùng thì muốn chia sẻ với bạn đó chính tin tức liên quan đến thông tin mới nhất về cái đề xuất gói hỗ trợ 900 tỷ được đưa ra thì các bạn cũng đã biết là cái gói hỗ trợ là đã không được nói tới sau cái ngày bầu cử của năm nay nghĩa là ngày 3 tháng 11 cho tới bây giờ thì cả hai bên bên dân chủ và bên cộng hòa thì đã không có những cuộc đàm phán kế tiếp được để có hỗ trợ thì hôm nay chúng ta nghe được một cái thông tin là một số những cái nhà lập pháp đã đưa ra một cái đề xuất mới là đề xuất này tổng cộng là 908 tỷ thì thường chia sẻ một số những chi tiết liên quan tới cái đề xuất này thì trong cái đề xuất 908 tỷ này sẽ có 288 tỷ để riêng ra cho những cái doanh nghiệp nhỏ mượn nghĩa là tiếp tục cái chương trình gọi là PPP Paycheck Protection Program để cho những cái doanh nghiệp nhỏ có thể mượn tiền để mà qua khỏi dịch bệnh này, để mà có cái tiền để mà trả mặt bằng cho nhân viên vân vân và 160 tỷ là sẽ được đưa đến cho những cái chính phủ địa phương để mà chống lại à, tình hình dịch bệnh và 180 tỷ thì sẽ được à, để riêng ra để mà tiếp tục cho bảo hiểm thất nghiệp và 16 tỷ thì sẽ được để riêng ra để cho phân phối vaccine và 82 tỷ thì sẽ để riêng ra để cho hỗ trợ về mặt giáo dục cũng như là hỗ trợ những cái người mà cần tiền để cho trả tiền nhà những người thông thường mà họ không có tiền để mà trả tiền mướn nhà thì để riêng ra để cho giúp đỡ họ trong cái vấn đề này nhưng mà trong cái con số mà đề xuất này 908 tỷ thì sẽ không có cái số tiền mà gửi đến chương dân của Hoa Kỳ nghĩa là 1.200 đô đó và cũng sẽ có một cái phần gọi là hỗ trợ cho những công ty để mà chống lại những cái cuộc chuyện tụng liên quan tới dịch bệnh. Thì đây là một cái mục mà đảng Dân Chủ không có chấp nhận. Thì tình hình là cả ba bên, các bạn thấy được là bên Dân Chủ thì muốn có hỗ trợ là 2,2 nghìn tỷ, à, bên Cộng Hòa thì đưa ra một cái đề xuất là 500 tỷ, còn Tổng thống Donald Trump, các bạn nhớ lúc đó đã đưa lên cái mức là 1,9 nghìn tỷ, nhưng mà cuối cùng đàm phán đã hoàn toàn bị thất bại. Và tôi không có nghĩ là cái đề xuất 900 lẻ 8 tỷ này à, sẽ có được cái kết quả, tại vì các bạn thấy được là nếu như mà trước đây bên đảng dân chủ không chấp nhận cái đề xuất 1,8 nghìn tỷ của tổng thống Donald Trump thì không lý do gì họ chấp nhận cái đề xuất chỉ có 900 lẻ 8 tỷ mà thôi. Trong khi mà cái đề xuất này là thiếu sót rất là nhiều phần, mà bên đảng dân chủ đòi hỏi và có rất nhiều điều mà đảng dân chủ không đồng ý, Như là liên quan đến là bảo vệ những công ty. Cho nên nếu như những công ty này mà bị nhân viên kiện, tại vì họ đi làm họ bị dính dịch bệnh thì những công ty này có thể là không có bị chịu trách nhiệm về mặt pháp lý thì đây là những cái mục mà đảng dân chủ không có thích thì họ nghĩ là cái đề xuất này cũng sẽ không đi tới đâu nhưng mà chúng ta có thể nghe nói tới nhiều thông tin hơn liên quan đến có hỗ trợ và đây là một trong những cái đề tài mà sẽ làm ảnh hưởng đến giá cả của thị trường chứng khoán và đương nhiên các bạn thấy được là chúng ta trên thị trường crypto này cũng là một phần của thị trường tài chính cho nên cái sự ảnh hưởng này sẽ có cho nên cũng dành thời gian để mà chia sẻ những thông tin này với các bạn và thương hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Đây là những thông tin mà thụ mang đến cho các bạn. Bà Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.